Đầu bếp Thanh Vũ và Hồng Thanh mến chào quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Chào Hồng Thanh. Dạ. Hôm nay nhiệm vụ em là kiểm tra mail chưa nào? Dạ rồi, em đã kiểm tra email rồi và hôm nay thì có nhiều email gửi về cho chương trình lắm, nhưng mà em chọn một email này để đọc cho anh Vũ nghe nha. Đây chính xác là một email cảm ơn dành cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chị khán giả này tên là Minh Nguyệt ở quận 7. Chị nói là đợt trước thì chị đã học được món lẩu đậu tương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hướng dẫn. Chị biết là ông xã của mình rất là mê những món ăn có tương hột cho nên là đã làm thử và ông xã của chị thích lắm luôn. Và chị cảm ơn chương trình rất nhiều. Bên cạnh đó thì chị nói nếu được, mong rằng chương trình sẽ giới thiệu thêm nhiều món ăn với tương hột nữa. Đây là yêu cầu đặt ra cho anh Thanh Vũ đó nha. Rồi, nhân yêu cầu của chị Minh Nguyệt hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ thịt gà và chắc chắn sẽ không thể thiếu, đó là tương hột. Và món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là gà xào tương hột. Thưa các bạn, để làm món này thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị đùi gà rút xương 2 cái, nấm mèo, hành tây, 100g tương hộp, hành lá, tỏi băm, ớt cắt hạt lựu, gừng sợi, dầu điều, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Thưa các bạn, trước tiên thì chúng ta sẽ xử lý thịt gà. Chúng ta sẽ cắt thịt gà ra thành những miếng nhỏ có cạnh khoảng 2cm nha các bạn. Rồi, như vậy. Chúng ta sẽ ướp thịt gà với 2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng canh hạt nêm Ajingon, 1 muỗng canh tỏi băm. Tiếp tục cho vào đây 1 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa. Chúng ta trộn đều. Đó. Trong khi chờ cho thịt gà thấm, chúng ta sẽ sơ chế tiếp phần rau củ. Hiện tại chúng ta sẽ cắt múi câu nha. Vậy, ra cho ra dĩa. Anh Vũ ơi, em thấy gia vị chính mình sử dụng trong món xào này đó là tương hột. Vậy thì không biết là chúng ta nên lựa chọn tương hột như thế nào thì món ăn ngon nhất hả anh? Chúng ta nên chọn tương hột có hạt to, nở, không bị nát và tương vàng nha các bạn. Như vậy thì món ăn sau khi xào sẽ có màu sắc đẹp mắt hơn, không bị mặn và món ăn chúng ta sẽ ngon và hấp dẫn hơn rất là nhiều các bạn. Thưa các bạn, tất cả nguyên liệu chúng ta đã sẵn sàng rồi. Tới giai đoạn chúng ta sẽ xào thịt gà, dầu, điều chúng ta cho vào đây. Chúng ta sẽ cho một phần tỏi hồi nãy còn lại vào nha, khoảng 1 muỗng canh tỏi. Cho khoảng 1 muỗng canh gừng sợ. Đó, như đây đủ rồi. Dạ rồi. Xào cho thơm, chực ớt vào nha. Kế tiếp chúng ta sẽ cho nấm mèo đã ngâm mềm vào. Rồi chúng ta cho thịt gà vào xào luôn. Nha. Thưa các bạn, sau khi chúng ta xào thịt gà với lửa lớn, cho thịt gà săn mặt lại như vậy, chúng ta sẽ cho tương hột vào. Các bạn lưu ý, tương hột thì chúng ta để nguyên hạt luôn, chúng ta cho vào xào. Như vậy khi chúng ta thưởng thức thì cảm nhận được vị đặc trưng của tương nha các bạn. Chúng ta xóc đều. Xóc đều lần nữa. Lại xóc đều một lần nữa. Chúng ta hạ lửa. Thưa các bạn, chúng ta nên xào thịt gà với lửa vừa để thịt gà chín và thấm vị nha các bạn. Chúng ta xào cho khi nước xào vừa khô lại, thịt gà chín là được nha các bạn. Chúng ta sẽ cho tiếp hành tây múi cao vào. Một chảo gà xào với tương hột rất là thơm mà nhìn rất là bắt mắt phải không quý vị? Rồi, chúng ta tắt lửa. Xong, em thấy rất là nhanh. Chúng ta cho thịt gà này ra dĩa thôi. Rất là đơn giản nha. Những cái tương hột này ha, để trang trí. Hành lá chúng ta để đây một ít. Chúng ta cho ít ngò rí lên trên mặt. Rồi, đây anh mời em kiểm tra thử chất lượng như thế nào nha. Rất là vừa miệng luôn anh Vũ ơi. Quý vị biết không, món gà xào tương hột ngày hôm nay thịt gà mềm, ngọt, thấm đều gia vị. Nước sốt thì đậm đà, thơm mùi tương hột rất là đặc trưng và một chút mùi thơm nhẹ nhẹ của gừng nữa. Chắc chắn rằng cả gia đình của chị Minh Nguyệt sẽ hài lòng với món ăn ngày hôm nay. Một lần nữa em xin được cảm ơn anh Thanh Vũ rất nhiều. Và xin chúc chị Minh Nguyệt thành công với món ăn này. Quý vị thân mến, nếu quý vị muốn xem lại công thức của những món ăn đã được giới thiệu trong chương trình hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, hãy truy cập vào trang web mongonmoingay.com. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Vũ và Hồng Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.